chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Sở hữu cho mình chiếc đèn ông sao đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nào chưa nhỉ? Nope. Đây đây, trung thu năm nay cũng có rất nhiều chiếc đèn ông sao, và còn nhiều hơn nữa cũng có. Vậy bạn có biết tại sao lại có đèn ông sao như thế không? Ồ, ly kỳ và bí ẩn hơn cả những gì mình nghĩ đấy. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Vào ngày xưa, ở gần khu rừng nọ, có một ngôi làng nghèo sơ sát. Bọn trẻ trong làng thường cầm những cành cây nhỏ, thứ duy nhất dễ kiếm trong rừng, vừa nhảy múa, vừa như vẫy gọi phía trời cao vậy. Lúc đó, trên trời vì trăng sáng, nên sao hóa mờ nhạt và buồn ơi là buồn. Từ trên trời cao nhìn xuống, thấy bọn trẻ đông vui chơi đùa, lũ sao thèm quá. Chúng bèn xin phép và được Ngọc Hoàng cho xuống trần gian chơi một lần cùng với lũ trẻ. Mỗi ngôi sao xa xuống, đậu nhấp nháy, lấp lánh trên đầu mỗi cành cây, trên tay của lũ trẻ. Lũ trẻ thật vui, và lũ sao còn vui hơn nhiều. Suốt cả đêm trăng sáng rất ngắn ngủi đó, lần đầu tiên vui vẻ và cũng là lần cuối cùng của trẻ và sao trời. Từ đó, cứ đêm rằm trung thu, nhớ đến các bạn sao, lũ trẻ đã lấy tre nứa, cành cây làm hình dáng những ngôi sao và rước đi cùng chơi. Đó là những chiếc đèn ông sao đơn giản đầu tiên. Chúng phát triển theo thời gian và tồn tại đến bây giờ, cùng với tiếng trống tung rinh rinh, vui trung thu cùng chúng ta đấy các bạn ơi! Ồ, hóa ra chiếc đèn ông sao đã ra đời như thế. Ông mà khoan! Bạn biết không, ngày xưa không phải chỉ có đèn ông sao là Vipro đâu, mà oách xì lách hơn nữa chính là đèn trung thu phát nhạc này cơ. Hồi đấy á, ai mà có cái đèn phát nhạc này thì chắc chắn ngầu nhất xóm luôn. Tuy thế, từ ngày xưa cho đến ngày nay, dù đèn lồng phát nhạc ngày càng đẹp và nhiều loại xịn xò đi chăng nữa, thì duy chỉ có đèn ông sao vẫn trường tồn với thời gian thôi. Bởi vì nó mang trong mình một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là ý nghĩa gì? Chơi đèn ông sao đã lâu, bạn có đoán ra được điều này? Các bạn mà biết thì thật là giỏi, còn không biết thì cũng chẳng sao. Ngôi sao năm cánh trong chiếc đèn ông sao mà chúng ta thường thấy vào dịp trung thu không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Nó tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa và thổ, những yếu tố cân bằng âm dương trong giới tự nhiên. Đèn ông sao còn thể hiện sự hòa hợp, gắn kết giữa con người với thiên nhiên và mọi thứ xung quanh chúng ta đấy. Wow, kiến thức này đã được tiếp thu. Ngoài ra, chiếc đèn sáng lung linh này còn là biểu tượng của hy vọng và những khởi đầu mới tốt đẹp. Nhiều người tin rằng ánh sáng từ đèn sẽ xua đuổi ma quỷ, mang lại may mắn cho mọi người. Ái chà chà, thế thì trung thu này lại phải đi rước đèn ông sao rồi. Chiếc đèn ông sao từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày trung thu. Với ánh sáng trong trẻo như mặt trăng, nó luôn gợi nhắc đến tâm hồn ngây thơ, trong sáng của trẻ em. Dù thời gian trôi qua, chiếc đèn ông sao vẫn luôn gắn liền với bao thế hệ và làm cho ngày Tết trung thu trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Kế đến sẽ là một chiếc đèn mà chỉ ai thông minh, đẹp trai xinh gái mới biết thôi. Và khi biết, mọi điều ước của bạn sẽ thành sự thật đấy. Bạn đoán đây là chiếc đèn gì? À, là đèn trời. Quay lên kìa, nó chả kìa. Ủa, đẹp quá. Ui, đẹp quá nhỉ các bạn ơi. Cho bạn nào chưa biết thì đèn trời vốn được coi là một phong tục của một số tỉnh Thái Bình hay Nam Định vào những ngày lễ hay ngày hội. Dần dần nét đẹp này được nhân rộng ra khắp cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc đấy. Khi thả đèn trời, bạn có thể cho điều ước vào bên trong và cho bay lên trời, biết đâu thành sự thật thì sao? Không chỉ có Việt Nam mà hình ảnh hàng nghìn chiếc đèn trời lung linh lấp lánh trên trời cao đã quá quen thuộc với người dân vào những dịp lễ, đêm giao thừa, Tết thiếu nhi, Tết Hàn Thực, ngày xá tội vong nhân ở cả Trung Quốc nữa, thậm chí là ngày lễ tình yêu ở bến Hàn Quốc cơ.
Nếu như bạn được thả đèn chơi thì bạn sẽ viết điều ước gì rồi cho vào bên trong đèn để mong muốn nó thành sự thật nhỉ? Nhanh trí cũng có một kiểu giúp điều ước của bạn trở thành sự thật. Tuy thế, nó không phải là đèn chơi mà là comment xuống bên dưới nhé! Vốn dĩ, đẹp đẽ và mang ý nghĩa lớn lao là thế. Tuy nhiên, đáng buồn thay là ngày nay nước ta đã cấm thả đèn chơi rồi. Biết được lý do sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Tại sao đèn chơi lại bị cấm như vậy? Gây ra cháy nổ, ô nhiễm môi trường hay gọi người ngoài hành tinh tới trái đất? Hóa ra chiếc đèn trời làm nên nét đẹp truyền thống này cũng bị coi là vật thể lạ nguy hiểm trên bầu trời khi là nguyên nhân của không ít vụ hỏa hoạn gây tổn thất nặng nề các bạn ạ. Hạ cánh không an toàn. Ôi! Xuống xe. Cháy xe rồi. Do đó, vào ngày 17 tháng 7 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 95/2009/QĐ-TT nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn chơi trên phạm vi cả nước đó. Vậy nên các bạn biết được thông tin này thì hãy cố gắng lưu ý nhé và chia sẻ cho những người thân quen của mình để tránh vi phạm pháp luật nhé. Ồ, vậy thế thì việc gì mình cứ phải thả đèn chơi nhỉ? Trên đời này còn rất nhiều loại đèn khác nhau mà. Đặc biệt là nhanh trí đã tìm ra một chiếc đèn thần kỳ này khiến người ta ao ước có được nhất cuộc đời. Đó là chiếc đèn của ai? Aladdin, ông Ba Bị hay Thạch Xanh? Aladdin chính là anh ấy. Này, đừng có nói là bạn không biết đến câu chuyện Aladdin và cây đèn thần này nha. Có phải cây đèn của anh ấy ai cũng ao ước có được đúng không? Chuyện kể rằng Aladdin là một chàng trai nghèo, tình cờ tìm thấy một cây đèn cũ. Khi xoa vào đèn, một vị thần hiện ra và hứa sẽ ban cho cậu 3 điều ước. Nhờ thần đèn, Aladdin trở nên giàu có và chiếm được trái tim của công chúa. Tuy nhiên, kẻ ác độc muốn chiếm đoạt cây đèn và quyền lực của Aladdin. Nhưng trải qua bao nhiêu khó khăn, cửa ải thì cái thiện vẫn chiến thắng cái ác. Cuối cùng, Aladdin đánh bại kẻ thù và sống hạnh phúc bên công chúa. Nếu như có một điều ước đến với mình sẽ ước rằng mình được làm công chúa như vậy. Bạn có muốn thực hiện nó ngay bây giờ không? Rất có thể đèn thần sẽ rơi vào tay bạn nếu như vượt qua thử thách sau đây đấy. Nó đang ở trong hộp nào nhỉ? Ái chà, đèn thần mà cũng biết đi trốn nữa. Ở hộp số 2 nha. Yeah yeah. Khi người người, nhà nhà nô nức đón lễ Trung Thu với muôn kiểu đèn lồng sáng chảnh, thì các nhà sáng tạo bá đạo có thừa đã nghĩ ra muôn kiểu đèn lồng có 102 độc lạ bình dương, không đụng hàng đây. Khiến bạn đoán già đoán non mà cũng không ra luôn. Ôi trời ơi, ngã ngửa chưa này? Đâu là một cái đèn lồng Trung Thu đây hả trời? He he, người nghiêm túc hẳn sẽ khó trả lời đây. Còn người chơi hệ độc lạ bình dương kiểu thình thùng thình thế là lại một mình. Sắp Trung Thu rồi mà chưa có ai thèm yêu. What? Tất cả siêu phẩm này đều có thể là một cái đèn lồng chơi Trung Thu nha các bạn. Chưa hết. Một khi các cao thủ sáng tạo cộng thêm một tấn muối hài hước mặn mòi ra tay thì gạo say ra cám. Ôi dồi ôi, hình như có bạn cười cứ gọi là muốn bay cái hàm rồi đúng không? Không chỉ có đèn lồng hay đèn trời có những bí ẩn và ly kỳ hay những ý nghĩa to lớn đâu, mà chiếc đèn sau đây cũng có ý nghĩa không kém. Bạn đã bao giờ nghe đến thả đèn hoa đăng trên sông chưa nhỉ? Điều này rất nổi bật ở cố đô Huế đấy. Bạn có biết thả đèn hoa đăng trên sông mang ý nghĩa gì mà người ta cứ thả ra như thế không? Mình có một ước ao, mình có một khát khao là được đi thả đèn hoa đăng các bạn ơi. Bởi vì ý nghĩa to lớn lắm, nhằm mục đích chúc mừng, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện siêu độ cho những người đã khuất theo ánh sáng ấm áp mà xả bỏ oan khiên thù hận, bước theo con đường giải thoát nỗi đau.
mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. Mỗi ngọn đèn trên tay là ánh sáng xóa hết mọi khổ đau để cùng nhau xây dựng một đất nước tươi đẹp và phồn vinh, hướng đến một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Mỗi ngọn đèn trên tay là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc và nhân dân an lạc đấy. Đấy là những điều to lớn. Còn nếu như bạn được thả đèn hoa đăng mà không nghĩ ra những cái điều gì lớn lao như vậy, thì bạn có thể thả điều ước của mình, điều mong cầu của mình với bản thân, với gia đình để trôi theo dòng nước và biến thành sự thật nhé. Bạn còn có thể có tiềm năng trở thành nhà bác học trong tương lai nếu như biết được câu hỏi vô cùng quan trọng này cô. Ai đã phát minh ra bóng đèn sợi tóc mà chúng ta vẫn thắp hàng ngày nhỉ? Albert Einstein, Isaac Newton hay nhà bác học Thomas Edison đấy? Wow, bóng đèn sợi tóc mà nhà chúng ta thắp hàng ngày không phải tự nhiên mà có đâu. Nó được phát minh bởi Thomas Edison, nhà phát minh người Mỹ vào năm 1879 lận. Mặc dù nhiều nhà khoa học trước đó đã nghiên cứu về ánh sáng điện, Edison là người đã cải tiến và hoàn thiện bóng đèn sợi tóc, làm cho nó trở nên thực tế và sử dụng được lâu dài hơn. Điều này đã góp phần vô cùng quan trọng trong việc phổ biến ánh sáng điện cho mọi gia đình và làm thay đổi cuộc sống con người cho đến tận ngày nay. Hoặc để dễ hiểu hơn thì bây giờ bạn có thể tắt bóng đèn đi và chỉ thắp nến thôi, mình cá là một tiếng bạn sẽ không thể chịu nổi. Bởi vậy mới cảm thấy biết ơn những nhà bác học ngày xưa đến nhường nào. Và tiếp theo là một sự thật mà có thể 10 năm qua chưa ai nói cho bạn biết, chứ không phải là 5 năm qua đâu nhé. Có một ngọn đèn má quái cháy cả ngàn năm không tắt. Nó được nhanh trí sưu tầm vào những hình ảnh dưới đây. Bạn có thể đoán được đó là hình ảnh chiếc đèn nào không? Bạn mà đoán ra thì khả năng phán đoán của bạn cũng thâm sâu không phải dạng vừa đâu. Tương truyền rằng Trường Minh Đăng là những ngọn đèn không bao giờ tắt, dù trải qua hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn năm. Chính nhờ ánh sáng của những ngọn đèn ấy mà nhiều ngôi mộ cổ của bậc vua chúa, quý tộc vẫn nguy nga tráng lệ, tựa như hoàng cung rực rỡ. Thần kỳ ở chỗ, ngọn đèn dù gặp gió, gặp nước vẫn bình an vô sự cơ. Có một bằng chứng rõ ràng, đó là vào năm 1610, ngôi mộ của một nhà giả kim tên là Carlos Cruz lần đầu được khai quật sau 120 năm. Khi mở cửa vào lăng mộ, những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra một ngọn đèn vẫn đang cháy, dù đã được chôn vùi hơn một thế kỷ. Uầy, quá ly kỳ và bí ẩn đúng không? Vậy thì cách duy nhất để tắt ngọn đèn đó là gì đấy? Đó là đổ hết chất lỏng ở bên trong ra ngoài. Còn cái chất lỏng ở bên trong đó là gì thì đến nay nhanh trí vẫn chưa biết. Nếu như có bạn nào thông thái biết được thông tin này thì khai sáng dùm nhanh trí với nhé. Ui dồi ôi, cái đèn tiếp theo còn lóa hết cả mắt cơ. Đó là cảm giác mà bất kỳ ai khi nhìn vào những chiếc đèn này đều thấy như vậy. Những thứ ngớ ngẩn tôi đã từng mua phần 74. Bạn bình chọn cho chiếc đèn pha lê nào đẹp nhất nhỉ? Tưởng là đơn giản nhưng mà lại không hề giản đơn, bởi vì ai có gu thẩm mỹ cao thì mới chọn ra được chiếc đèn đẹp nhất phù hợp cho nhà mình thôi. Hãy comment xuống bên dưới coi sao bạn có lựa chọn là gì. Đừng quên ủn mông nhanh trí bằng một like và subscribe nhé.